Hoàng thái tử của đất nước Maroc, Moulay Hassan, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng không chỉ sở hữu khối tài sản khủng lên đến 6 tỷ đô, có chuyên cơ phản lực riêng VIP nhất thế giới trị giá 67 triệu đô, được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới bắt tay và còn nắm quyền lực từ rất sớm. Sinh năm 2003, kết tinh từ tình yêu của vua Mohammed VI và Lala Sama, anh là người kế vị ngai vàng duy nhất của quốc gia Maroc. Từ bé, thái tử đã theo học tại Học viện Hoàng gia, nơi đào tạo dành riêng cho các hoàng tử và công chúa. Anh đạt danh hiệu tú tài khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế và khoa học xã hội. Là một người biết nhiều ngôn ngữ, anh cần tất từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và cả ngôn ngữ mẹ đẻ của anh, tiếng Ả Rập. Từ năm 14 tuổi, thái tử đã thường xuyên đại diện vua cha, tháp tùng các chuyến công du và xử lý ngoại giao. Năm 19 tuổi, anh đại diện vương quốc Maroc tiếp đón hoàng tử Harry, cháu trai của nữ hoàng Elizabeth II. Thái tử cũng là người chủ trì lễ khai mạc triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 14 tại Maroc và đồng thời cũng chính là người đại diện trẻ tuổi nhất tại thượng đỉnh Paris. Cuộc đời của anh chính là minh chứng cho câu nói phải đi lui thì mới về được vạch đích.